Hello, xin chào các bạn Tiếp tục với nội dung các ván cờ theo cầu Thì hôm nay mời các bạn đến với giải đấu ứng viên năm 1959 Tổ chức tại thành phố Bled, nước Cộng hòa Slovenia Giải đấu nhằm tìm ra kẻ thách đấu vua cờ thứ 6 Mikhail Bovinic Có một ván cờ được bình chọn là hay nhất của giải Đó là ván cờ giữa thánh nhọ Paul Keres và cậu bé thần đồng Bobby Fischer 15 tuổi ấy. Ván cờ được đặt tên là Bled to Death Có nghĩa là chảy máu cho đến chết Nghe có kinh dị và đẫm máu không? Chẳng nhẽ đây là trận đấu sinh tử chắc chắn một người phải chết. Chắc là không phải đâu nhỉ? Có lẽ ván cờ quá sôi động và kịch tính nên được đặt tên như thế mà thôi. Đây cũng là video mình làm theo cầu của bạn Nguyễn Đức Lương và bạn Người Bí Ẩn. Vậy trong cái ván cờ đẫm máu này thì ai sẽ là người chảy máu cho đến chết? Mời các bạn theo dõi ngay sau đây. Ở ván này, Bob Crest được cầm quân trắng đi trước ông mở màn với tốt E4. Bobby Fischer đáp trả bằng nước tốt C5, triển khai thế trận phòng thủ Sicilian. Tiếp theo, trắng đi mã F3, đen đi tốt D6. Trắng đi tốt D4, tốt đen ăn tốt trắng. Mã trắng ăn lại tốt đen, đen đi mã F6 tấn công tốt trắng. Trắng nhảy mã C3, bảo vệ tốt. Đen đẩy tốt A6, ngăn mã hoặc tượng trắng B5. Đây chính là biến này đọc nổi tiếng trong khai cuộc phòng thủ Sicilian tiếp theo trắng đi tượng g5 đen đi tốt e6 mở đường cho tượng phát triển để chuẩn bị nhập thanh trắng đẩy tốt f4 bắt đầu dâng cao tốt phía cánh vua đen theo kế hoạch đi tượng e7 tháo ghim cho mã và chuẩn bị nhập thanh trắng cũng đi hậu f3 chuẩn bị nhập thành đen đi hậu c7 trắng nhập thành đen đi mã d7 liên kết xong mã trắng đi tượng e2 liên kết xong xe đèn đi tốt B5 cũng bắt đầu dừng cao tốt tấn công phía cánh hậu. Tượng trắng ăn mã đen, mã đen ăn lại tượng trắng. Trắng để tốt E5 tấn công mã đen và mở đường cho hậu tấn công xe đen. Đen liền đi tượng B7 tấn công lại hậu trắng. Ở đây thì trắng có thể chạy hậu G3 tấn công tốt đen G7. Tốt đen ăn tốt trắng và tấn công mã trắng thì tốt trắng ăn lại tốt đen và tấn công mã đen. Đen chạy mã về D7 kết hợp cùng hậu tấn công tốt trắng thì hậu trắng ăn tốt đen. Hậu đen ăn tốt trắng gạ đổi. Hậu trắng ăn hậu đen, mã đen ăn hậu trắng. Nhìn chung không bên nào có lợi trong cuộc trao đổi con này. Tuy nhiên ở ván cờ thực tế, trắng không thèm chạy hậu mà lấy tốt ăn mã đen và thí hậu. Này thì thí hậu với tôi này. Tượng trắng ăn lại tượng đen và tấn công xe đen. Tốt trắng thì cũng đang bị tấn công bởi thì cũng đang tấn công tượng đen. Đen không thèm chạy xe mà lấy tượng ăn tốt trắng và thí xe. Và máy tính đánh giá đây là nước đi thay tiền. Này thì thí xe với tôi này. Có thể thấy hai kỳ thủ chúng ta đánh rất hào sảng. Anh mời tôi thì tôi mời lại. Có đi có lại mới tội lòng nhau. Quả là hào hiệp thể hiện nghĩa cử cao đẹp của những bậc chính nhân quân tử. Như vậy trong cuộc trao đổi quân này trắng đổi một hậu để ăn lại được một xe, một tượng, một mã của đen. Có vẻ thí hậu cũng là sự đền bù xứng đáng. Tiếp theo, đen lên đi hậu C4 kết hợp cùng tượng tấn công mã trắng. Trắng chạy mã về E2 liên kết xong mã thì đen đẩy tiếp tốt B4 tấn công và chắc chắn trắng sẽ bị thiệt chất trong cuộc trao đổi quân này. nếu tốt nhất cho trắng không phải là chạy mã mà phải nhảy mã lên e4 dọa ăn tốt d6 chiếu bắt hậu khi đó hậu đen ăn tốt trắng mã trắng ăn tượng đen tốt đen ăn mã trắng đen mặc dù chỉ còn một hậu một xe nhưng lại hơn trắng hai tốt và các quân của trắng thì liên kết rời rạc về lợi thế thì vẫn thuộc về đen trở lại ván cờ thực tế đen không hiệu c4 mà đẩy tốt D5 nhốt chặt con tượng của trắng trong góc bàn cờ. Nước sau sẽ nhập thành đưa xe qua bắt chết tượng. Đến lượt trắng biết là thế nào thì tượng A8 cũng bị làm thịt. Cho nên là trắng thí tượng ăn tốt đen. Nếu tốt đen ăn tượng trắng thì mã trắng ăn lại tốt đen. Tấn công đồi hậu và tượng đen. Lại còn bảo vệ được tốt F4 nữa. Đen chạy hậu thì trắng bình tiếp xe sang E1 chiếu đen sẽ phải chạy vua và mất quyền nhập thành. Lợi thế sẽ thuộc về trắng do là có song xe kiểm soát hai cột trung tâm, song mã cũng kết hợp chiếm lĩnh trung tâm. Còn xe đen thì bị chết dí trong góc bàn cờ. Trở lại ván cờ thực tế, đen chưa vội ăn tượng trắng mà lấy tượng ăn mã trắng trước. Xe trắng ăn lại tượng đen, giờ thì tốt đen mới ăn tượng trắng. Mã trắng ăn tốt đen và tấn công hộ đen Xét về thế trận bây giờ thì nói chung là cũng ngang cơ Bên kia tám lạng bên này nửa cân Đen chạy hậu C5 tấn công đôi xe và mã trắng Trắng bình xe một chiếu Vua đen chạy F8 Trắng để tốt C3 bảo kê cho xe Còn xe thì lại bảo kê cho mã trên hậu đen không làm gì được Đen để tốt H5 mở đường cho xe xuất trận Trắng để tốt F5 đen theo kế hoạch đi xe H6. Trắng liền đẩy tiếp tốt xuống F6. Thí tốt để cản đường xe đen. Tốt đen ăn tốt trắng và bị tốt trong. Trắng nhảy mãi F4 ngăn xe đen G6. Và mở đường cho xe trắng lao xuống D8 chiếu. Đen chưa thể đưa xe vào tham chiến được Duyên đẩy tiếp tốt xuống H4 Trắng theo kế hoạch phi xe xuống D8 chiếu Vua đen chạy G7 Trắng phi tiếp quân xe còn lại xuống E8 Trồng hai xe tạo thành súng cao su Chuẩn bị phi vào G8 rồi H8 chiếu hết Nhưng mà nước đi này thì làm lộ ra điểm yếu là hàng ngang số 1 không có xe bảo vệ Đen điền phi hậu vào G1 chiếu Trắng chạy vua D2 Hậu đen lên F2 chiếu và bắt mã Trắng không hề nào núng Lùi mã về E2 cản chiếu Đèn bình xe G6 tấn công tốt G2 trắng đẩy tốt f, trắng đẩy tốt g3 để phòng ngự. Nếu tốt đen ăn tốt trắng thì tốt trắng ăn lại tốt đen. xe đen ăn tốt trắng thì xe trắng g8 chiếu và bắt chết xe đen. lợi thế sẽ thuộc về trắng. do đó ở ván cờ thực tế đen không đổi tốt với trắng mà để tốt f5 mở đường thoát cho vua. trắng binh xe g8 chiếu, vua đen chạy f6, xe trắng ăn xe đen chiếu tốt đen ăn lại xe trắng và đèn hết bị tô trắng. ván cờ được đưa về thể loại cơ tàn xe mã chống hậu. đương nhiên là lợi thế thì thuộc về bên có hậu rồi. tiếp theo tốt trắng ăn tốt đen. đen nên lấy hậu ăn tốt trắng h4 sau đó sẽ thịt nốt được tốt h2. nhưng mà ở đây đen lại lấy hậu ăn tốt trắng h2. Để trắng liền lùi xe về d4 để bảo vệ tốt. Đen đi hậu H1 Chuẩn bị sang thịt nốt tốt A2 Trắng liền dịch vua sang C2 Và cài một cái bẫy nhỏ Nếu mà đen đi hậu A1 tấn công tốt trắng Thì trắng lùi mã về C1 Nhốt luôn hậu đèn lại Sau đó thì xe trắng sẽ tung tăng bay nhảy Bay nhảy phía bên ngoài Thì đen sẽ toang Do đó ở ván cờ thực tế Đen không đi hậu A1 Mà đi vua E5 Tích cực vua vào trận Trắng đẩy tốt A4 gạ đổi Đen chưa vội ăn tốt trắng mà qua hậu F1 tấn công mã trắng. Trắng chạy mã về C1. Hậu đen G2 chiếu. Vua trắng chạy B3. Tốt đen ăn tốt trắng, chiếu. Nếu vua trắng ăn tốt đen thì hậu đen C2 chiếu, buộc mã trắng B3 phải cản chiếu, sau đó hậu đen sẽ ăn tốt trắng. Nếu xe trắng ăn tốt đen thì, xe... thì đen sẽ đi hậu D2 tấn công mã trắng. Trắng chạy mã A2 thì hậu đen D1 chiếu, đuổi vua trắng chạy vào sát mép bàn cờ, sau đó thì đẩy tốt lên F4 để phong hậu, trắng sẽ vô phương chống đỡ. Do đó ở ván cờ thực tế, trắng không ăn tốt đen mà chạy vua A3. Đen đi hậu C2 tấn công mã trắng. Trắng mà chạy mã thì hậu đen B3 chiếu hết. Cho nên là trắng phải chạy mã lên D3 chiếu. Vua đen chạy F6. Trắng nhảy tiếp mã lên C5 Tấn công tốt A4 Và ngăn hậu đen B3 để chiếu hết Đen đi hậu C1 Xe trắng ăn tốt đen Đen đi hậu E3 Tấn công mã trắng Mã trắng ăn nốt tốt đen A6 Như vậy đen đã thí hai tốt Để đẩy các quân của trắng ra sát mép bàn cờ Giờ thì đen đẩy tốt xuống F4 Để đưa tốt xuống phòng gấp. Trắng bình xe D4 Đen đi vua F5 Bảo kê cho tốt Trắng nhảy mã về B4, đèn đi hậu E7 và ghim mã. Trắng dịch vua sang B3, tháo ghim cho mã. Hậu đèn ăn tốt trắng. Trắng nhảy mã D4, kết hợp với xe tấn công tốt đen. Đèn đẩy tốt G5 bảo vệ tốt. Trắng đẩy tốt C4. đèn đi hậu G3 và mã trắng lại bị ghim. Trắng đẩy tốt C5, đèn đẩy tốt F3. Xe mai nhanh hơn à? Trắng đi vua C4 tháo ghim cho mã. đèn đẩy tốt xuống F2. Và chỉ còn một nước nữa là tốt đen sẽ biến hình thành siêu say ra Trắng buộc lòng phải hy sinh quân mã để ăn tốt đen Hậu đen ăn mã trắng và tấn công tốt trắng B2 Không bảo vệ tốt Trắng đẩy tốt xuống C6 Hậu đen ăn tốt trắng Nếu mà trắng đẩy tiếp tốt xuống C7 Thì hậu đen C2 chiếu bắt tốt Do đó trắng đi vua C5 bảo vệ tốt Hậu đen C3 chiếu ở đây trắng nên bình xe C4 để cản chiếu và kiểm soát được cột C, bảo kê cho tốt thông tiến xuống. Nhưng mà thực tế thì trắng lại chạy vua D5. Đen liền đẩy tốt G4, lại tiếp tục chạy đua xem ai nhanh hơn nào. Tiếp theo, trắng có thể đi nhiều nước như là đẩy tốt xuống C7 hay là thí xe ăn tốt đen hay là bình xe A4 thì đều có thể kéo dài trận đấu được thêm nhiều nước nữa. Nhưng mà chắc là trắng biết có cố gắng cũng chỉ làm nỗi đau thêm dài mà thôi Nên dịch luôn xe sang C4 tấn công hậu đèn Và thế là ten 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 Hậu đèn E5 chiếu hết Đây có lẽ là một trong số ít các ván cờ tầm siêu cao thủ Mà vua trắng bị chiếu hết ngay giữa bàn cờ Vì thường thì các kỳ thủ sẽ nhìn ra nước chiếu hết và chịu thua ngay để tránh bị làm nhục sau khi kết thúc ván cờ thì mình có thể lý giải cái tên Bled to Death có nghĩa là Bled thì cũng là cách chơi chữ lấy tên thành phố Bled của Slovenia nơi mà diễn ra ván cờ còn Death thì chắc là vì đây là một trong những ván cờ hiếm ở cấp siêu đại kiện tướng mà vua trắng bị chiếu hết ngay giữa bàn cờ chết đứng như từ hải ở giải đấu này thì Mikhail Tao đoạt ngôi đầu bảng với 20 điểm, danh quyền thách đấu vua cờ Mikhail Bovinich. Còn Paul Keres về nhì với 18,5 điểm. Lại một lần nữa củng cố danh hiệu không thể lay chuyển của ông Hoàng về nhì Paul Keres. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.